xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một video về giới thiệu những thứ có hình Shinamoru của mình nha. Ok, để mình lấy nè. Đầu tiên là một cái móc khóa. Mình để xuống đây trước rồi mình sẽ lấy ra để review nha mọi người. Cái nào ở trong túi thì mình chỉ nhìn thôi chứ mình sẽ không lấy ra vì nên mình để dành đó. Cái hàng là một đèn Shinamoru. Mình rất thích con Shinamoru đó, là mình đã mua rất nhiều. Đầu tiên là mình giới thiệu hai con mô hình của mình được. Tên là bé này. Cái này là trong Sanrio chung cái Shinamoru này. Đó. Cái này là mình chơi bốc thăm và mình từ nha. Tiếp theo là em này. Của con Sanrio luôn màu hồng. Rất là đẹp. Cái này là một cái Lego Shinamoru này. Đó. Rất là xinh. Tiếp theo là một cái áo màu Shinamoru. Cái này mình đi Đà Lạt mà mình đã thấy rồi mình mua đó mọi người. Đẹp cute quá. Tiếp theo là một cái thứ hình Shinamoru. Cái này mình mua Mozi nha mọi người. Mozi để mình nói vần cho mọi người nghe nè. M O V và I. Rất là đẹp nha. Ở đó có rất nhiều Rokuti. Hoặc là mọi người có thể đến Option Shop nha. Tiếp theo là một cây bút chì. Rất là đẹp nha. Mong mọi người không cảm thấy mà nội mình đang nghe pháp lên lại đi bộ nó hơi ồn. Shinamoru rất là cute. Tiếp theo là một cây bút. Mọi người nghĩ cái này rất bình thường đúng không? Nó có đèn này đó. Đèn này siêu sáng nha mọi người. Cái này là một cái bút hình cái Shinamoru gì nè. Cái này mình có thể gỡ ra để mình gắn vào cây bút khác được nha mọi người. Mình gắn nó vô lại ha. Cái bút này mình chưa dùng luôn nha. Và cuối cùng là món mình mới mua. Cái này là mình mua ở trong Option Shop ấy nha mọi người. Đầu tiên đây là một cái đầu dao gọt giấy nè. Cái này hơi khó nhìn nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Cái đầu này thôi nó nhỏ ra. Tiếp theo là một cái chiếu nè. Là ở Option Shop nha. Vậy là video mà Shinamoru của mình đã là hết rồi. Cái ba này rồi. Phần sau thì mình sẽ làm video về nấu dâu nha.